Trần Thế Anh đang ở tư thế rất trống trải. Một cú dứt điểm. Phản công nguy hiểm dành cho Nghi Đồng Cửa Lao. Vào 2-1. Thủ môn của thành phố Vinh đã bị đau. Nguy hiểm. Vào. Sai lầm. Một sai lầm của thủ môn bên phía cửa lò là Nguyễn Văn Lợi. Như vậy là vào 3-2. 3-2 cho thành phố Vinh rồi. Số 8. Xin lỗi quý vị và các bạn, số 9.